Chào các bạn, tôi là Linh đây, người hơn 30 năm vẫn nỗ lực mang phong thủy chính tông cho người dân Việt Nam. Hôm nay tôi chỉ ra lỗi cơ bản trong phong thủy mà mọi người hay mắc. Lỗi đầu tiên tôi có nhắc trong cuốn Linh Khí là sự nhầm lẫn giữa hóa giải cho người với hóa giải cho đất. Hóa giải cho đất phải gắn liền với đất như quả cầu phong thủy. Hóa giải cho người phải mang theo người như vòng tay, đeo cổ hay linh phù điện thoại. Dân gian đang có khái niệm em tuổi này, năm này dùng quả cầu màu gì. Bạn có bê quả cầu theo người đâu mà hỏi cầu màu gì hợp mệnh. Đấy là cách làm nửa mùa, không chính xác. Xin nhắc lại lần nữa là muốn hóa giải theo mệnh cần mang theo người, đi theo người như quần áo, ô tô, trang sức hay linh phù. Lỗi thứ hai là lắp ráp, thập cẩm kiến thức. Đây là lỗi phổ biến khi nghe mỗi thứ một ít rồi lắp ráp. Tiếc rằng kiến thức phong thủy đâu phải đồ chơi Lego xếp hình. Có bạn nghe loáng thoáng rằng 2023 kích uy quyền phía Tây dùng đá trắng đặt ở đó cũng tạm được vì lục bạch kim. Kích kim là ok, nhưng lại đặt thêm hai con voi. Voi cũng hỗ trợ uy quyền và kêu với tôi là em nghe thầy nên cũng mua hai voi để trên bàn ạ. Hoảng cả hồn, tự mua, tự đặt, sai bét ra rồi chém là nghe theo thầy. Con voi đen xì, ngũ hành thủy. Nếu có kiến thức ngũ hành, bạn sẽ biết kim sinh thủy hay thủy, tiết khí của kim. Đặt voi đen ở đó khác gì tự tay bóp dễ đâu, tự mình triệt mình chết. Hơn nữa tôi có tư vấn đâu, làm linh tinh rồi bảo là tôi tư vấn, sao kỳ vậy trời. Dùng màu sai chắc chắn chọn ngày cũng sai nữa. Lỗi này rất phổ biến là không hiểu hết, tự làm, tự mua đồ, tự hóa giải rồi lại kể là làm theo lệnh thầy tư vấn. Nên học phong thủy bạn cần nghe cho kỹ, không lắp ghép theo cái bạn hiểu được. Hôm nay kể hai lỗi cũng là thử cách làm clip mới, hơi tốn công một chút, nhưng bạn sẽ dễ hiểu hơn. Nếu muốn dùng linh khí phong thủy chuẩn, hãy đặt trên trang ngọcphongthủy.vn bạn nhé. Ủng hộ tôi có sức làm clip tiếp theo.